các nhà khoa học đã nghiên cứu vai trò của tế bào T điều hòa trong các bệnh tự miễn dịch. Tế bào T điều hòa mang protein CD4 trên bề mặt của chúng và chúng loại bỏ các tế bào miễn dịch đã hoạt động xấu và tấn công các mô của chính cơ thể. Tuy nhiên, như Harvey Cantor, một nhà miễn dịch học tại Viện Ung thư Dana-Farber, lưu ý, không có phương pháp điều trị nào sử dụng tế bào T điều hòa chưa được chấp thuận trong điều trị các bệnh tự miễn dịch. Có lẽ một phần khác của câu đố liên quan đến các tế bào T CD8 mới được xác định nhắm mục tiêu các phản ứng tự miễn dịch không bình thường. Tế bào T CD8 được biết là có khả năng tiêu diệt các tế bào bị nhiễm và ung thư và trước đây đã được chứng minh là có tác dụng dập tắt các phản ứng tự miễn dịch trên chuột. Nghiên cứu mới nhất này được công bố trên tạp chí Science đã tìm kiếm tác động của đối tác trên người đối với các bệnh tự miễn dịch và truyền nhiễm. Mặc dù không có tế bào người nào có thụ thể riêng biệt của các tế bào TCD8 này ở chuột nhưng một số tế bào TCD8 của người cũng có protein KIA tương tự. Postdoc Jing Li tại trường y của Đại học Stanford đã điều tra xem liệu các tế bào KIA CD8T này có thể ngăn chặn hệ thống miễn dịch hay không. Các nhà nghiên cứu trong nghiên cứu này phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc các bệnh tự miễn dịch như đa xơ cứng, lupus và bệnh celiac có nhiều tế bào KIA-CD8T hơn so với những người khỏe mạnh. Các tế bào miễn dịch này cũng tập trung trong các bộ phận của cơ thể là mục tiêu của quá trình tự miễn dịch. Ví dụ, ở những bệnh nhân mắc bệnh celiac, nhiều tế bào này được tìm thấy hơn trong ruột non. Điều thú vị là các nhà nghiên cứu lưu ý các tế bào KIA-CD8T này cũng tăng cao ở những người chống lại các bệnh nhiễm trùng như COVID-19 và cúm. Trong 56 bệnh nhân COVID-19 được kiểm tra, những người có các triệu chứng nghiêm trọng hơn có mức độ tế bào sản xuất KIA cao hơn. Theo nhà miễn dịch học Mark Davis, người có phòng thí nghiệm tại Stanford thực hiện nghiên cứu, các tế bào này có thể tăng phản ứng với mầm bệnh để tiêu diệt các tế bào T khác có thể tiếp tục tấn công các mô khỏe mạnh sau khi mầm bệnh được loại bỏ. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của các tế bào này, các nhà điều tra đã kiểm tra chúng trong bối cảnh của bệnh celiac. Trong bệnh celiac, các tế bào TCD4 thúc đẩy quá trình viêm khi chúng nhận ra gluten protein gliadin. Trong nghiên cứu nuôi cấy tế bào, Li và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra rằng các tế bào TCD8KIA đã giết chết các tế bào TCD4 này. Phát hiện ra gliadin dường như đang cố gắng kiềm chế tình trạng viêm. Để hiểu rõ hơn về cách các tế bào TKIA-CD8 bảo vệ chống lại hiện tượng tự miễn dịch, các nhà nghiên cứu đã biến đổi gen chuột để có ít hơn 50% đến 75% số tế bào này. Sau khi tiếp xúc với virus được biết đến là nguyên nhân gây ra các bệnh tự miễn dịch. Những con chuột bị biến đổi gen này đã phát triển chứng viêm thận trong khi những con chuột đối chứng không phát triển bất kỳ dấu hiệu tự miễn dịch nào. Nhìn chung, tế bào TCD8KIA được cho là rất hiếm, chiếm khoảng 5% tổng số tế bào TCD8. Chức năng của chúng khác với tế bào T điều hòa ở chỗ chúng tiêu diệt các tế bào miễn dịch tấn công mô khỏe mạnh trong khi tế bào T điều hòa chỉ ức chế các tế bào miễn dịch này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!